Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Mai vừa cập bến luôn. Đây, chào dạ, Thi. Chào anh Tấn. Chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Mai Vàng Mai Dừa. Em chúc quý cô chú anh chị cả nhà mình một ngày mới đằng này niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay cũng có tiếp tục đem về là 40 cây mai nhỏ hàng Thủ Đức để phục vụ quý cô chú anh chị mình chơi. Hình thức của em vẫn là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là cầu Nguyễn Tấn Mẫn, ấp An Thuận, xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0336965537 là số Zalo của em luôn. Em cũng chân thành gửi lời cảm ơn những cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em, rất mong được sự tiếp tục ủng hộ của chú anh chị. Em mời quý cô chú anh chị mình vào mã số 1 ạ. Rồi mã số 1 quý vị. Thì mai này vừa cập bến nên chưa có kịp xử lý lá, nhưng quý vị có nghĩa là chưa có lặt lá thôi vậy em. Em quay xong rồi em lặt lá nha cả nhà. Rồi mà lá thưa thưa cũng dễ thấy xương cành lắm quý vị. Lô mai hôm nay. Rồi em này cao khoảng tầm 1,5 m quý vị. Tất nhiên thì khoảng tầm 1,1 m ha. Dạ, xương đẹp nha cả nhà. Đây lá thưa thưa. Cũng dễ thấy xương cành ha. Dạ, 22 hoành ạ. Đây, vô cái hoành cái gì? 22 đúng nè. Rồi xương cành cho 1 vòng 2 vòng cho quý vị mình ngắm nghía ha. Cái dáng thiệp này hơi lắc nhẹ cái xíu xíu nhẹ nhẹ vậy. Dáng đẹp cả nhà ơi. Giao lưu ý giá 700 cho mã số 1 ạ. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị. Mã số 2. Mã số 2. Rồi mã số 2 em này khoảng cao 1,1 m quý vị. Ngang cũng khoảng 1,1 m luôn. Đó. Em này tròn vo luôn. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, 19 ạ. 19 đây ha. Xương cành rồi, xương cành đây. Đúng rồi. Đó, cành cũng đặc quá đây quý vị. Chọn vòng nó đi ha. Vô luôn giá 600 thôi cả nhà. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3. Rồi, mã số 3 thì em này cao tầm khoảng là 1,5 m quý vị ơi. À, tán ngang chắc khoảng tầm 1,2 m đi ha. Hai là chắc luôn không quý vị. Lô mai này thì xương chỉ đã được rất là lúc rồi nha cả nhà. Dạ 23 hoành ạ. Rồi 23 đúng nè. Dạ, em vô lưu với 700 cả nhà ơi. Rồi 700 quý vị. Rồi cây okay luôn. Mã số 4 nha quý vị. Số 4 à. À, mã số 4 thêm này cao lấy 1,5 m thôi quý vị ơi. Tán ngang lấy 1,2 m ha. Em này xương này cũng xương ngang nè. Lá quá xa lá ha. Này về chưa kịp cắt tỉa cho quý vị luôn nè. Mới vừa về luôn cả nhà ơi. Dạ 22 hoành ạ. Bông vàng sậm luôn nha cả nhà. Mà bị khô bị héo rồi. Quá héo rồi. Nắng héo rồi nhà. Cành cũng ngang ngang ha. Em vô luôn giá 600 cả nhà. Rồi 600. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 5 đây quý vị ơi. Này cao chắc khoảng 1,7 m đến 1,8 m ha. Tán ngang khoảng 1,3 m có hơn. Chừng ngã nhưng thi. Cái bầu nghiêng cho hả nhà ơi. Cành nó gì. Dựng nó lên đó. Đứng ha, thật cả ha, xương cành cũng đặc quá nào quý vị. Lô mai hôm nay cũng khung xương là khung xương ngang nha cả nhà. Dạ 24 ạ. 24 hoành nha quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Nhiêu luôn giá 750 ạ. 750. Rồi, xuống cây luôn. Nặng nha, mã số 5. Tiếp tục là số 6. Rồi, mã số 6 thì em này cao tầm lấy hết cái đỉnh nhỏ gọn gọn ở trên chắc khoảng lấy 1,3 m thôi nha quý vị ơi. Cũng còn do cả nhà. À, chắc cắt tỉa mới còn 1,3 m ha, tán ngang lấy 1 m thôi nha quý vị. Dạ 21 hoành. 21 hoành nè. Rồi để bắn lên ha, từ từ. Lá chà bá luôn. Lá bự. Lá đặc quá là nhiều ha. Đặt ra mà thấy được xương cành trong hướng dịch em lưu luôn giá 600 cả nhà ơi. Rồi 600. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 7 á quý vị. Em này cao khoảng tầm 1,9 m nha quý vị. Tầm cao ha. Tán ngang này cỡ 1,4 m ngang quý vị. Rồi dừng luôn đây xương cành đây quý vị. Đó. Ra từ từ xuống nè ha. Em là hoành to nha cả nhà.
Thì sao ước ký em tính 25 đi cả nhà. Rồi tính 25 hoành. Coi chừng mai đè. Rồi giao lưu như em. Dạ em giao lưu giá 800 cả nhà. Rồi 800 cái mai bực chảng vậy nè. 800 cái mai chờ bán. Ship tới tới nhà luôn rồi nhưng mà quý vị. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Hình như là mã số 8 ha. Dạ dạ tròn tròn. Em này cao khoảng 1m2, tán ngang 1m2 luôn nha quý vị ơi. Tròn do dễ thương cả nhà. Xương cành từ trên đỉnh đây. Tắt quá ha. Hoành 21 ạ. Rồi xương cành đây quý vị, 21 hoành ha. Xây tiếp luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây? Giao lưu giá 700 cả nhà. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 9 nha quý vị. 9 lên em tròn gió cả nhà. Rồi em này cao 1m2, tán ngang tầm 1m1, 1m2 luôn nha quý vị. Vô cái hoành trước luôn nha quý vị. Lát nữa quay kỹ xương cảnh sao ha. Dạ 21 hoành ạ. Rồi 21 hoành nè. Xương cảnh em nói đây. Cả nhà ơi. Rồi, giá luôn như đây. Luôn giá 700 ạ. 700 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn nè quý vị. Em này dán cái góc hơi chơi siêu siêu xíu ha. Này hình như là số 10 quý vị ơi. Này cao khoảng 1m3, tán ngang khoảng 1m2 ha. Xương cành. Đặt cái này lật lá ra nhìn đẹp lắm nha quý vị. Xương cành bán ngang cả nhà. 19 á. 19 vành đi ha. Có cụ đế nè. Cụ đế cả nhà. Dạ em vô luôn giá 600 ạ. Rồi 600. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 11. Em này cao tầm khoảng 1m2 đúng quý vị. Tán ngang tầm khoảng 90 nha quý vị. Em này xương cành đây. Lá thưa thưa cũng dễ thấy xương cành đây ha. Dạ 21 hoành. Rồi chiếc giãn thước luôn quý vị ha. Đó, có cụ có đế nè. Luôn nhiêu đây? Em vô luôn 600 luôn cả nhà. 600 thì mã số 11. Rồi tiếp tục luôn à quý vị ơi. Mã số 12 đây à, quý vị ơi. Rồi mã số 12 em này cao tầm 1m7. Tán ngang này khoảng 1m3 nè, xương này cũng xương ngang nè. Đây, xương ngang 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 nè quý vị nè. Đó, xương ngang ha. Dạ 23 hoành ạ. Rồi 23 hoành. Giao lưu giá 700 cả nhà ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 10 mấy rồi? 13 13. 13 phải không? Dạ. Rồi em này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m7 nhưng quý vị tán ngang khoảng là 1m3 cả nhà. Đây xương cành luôn đây. Dạ 27 hoành ạ. Rồi 27 hoành đế nè. Điều luôn cả nhà, đi bàn cả nhà. Đi bàn ha. Dạ. Bây giờ bá này em chỉ giao vô luôn giá 800 thôi cả nhà. 800. 800 có cây mai chờ bán. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Mã số 14 thì em này cao 1m7 quý vị ơi. Tán ngang khoảng là 1m3 đi ha. Rồi dừng luôn. Đây xương cành đây, xương cành cũng kích nè, mình rà máy cũng rất là chậm rãi nè. Dạ 23 hoành. Rồi hoành 23 để cũng có khó đó ha, cụ cũng nở ha, xương thì xương ngang vậy cũng kích rồi ha quý vị. Rồi cho luôn nhiêu đem? Dạ em cho luôn giá 700 ạ. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 15. 15. Rồi mã số 15 thì em này cao hết đỉnh. Rồi, có chuyện nha. Cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng tầm này chắc lấy 1m1, 1m2 gì nằm đó nhưng không có gì. Dạ 20 hoành. Rồi để quay xương cành kỹ cho quý vị xem xương cành cái ha. Chậm chậm nha. Đó, đặt hết trơn rồi không có gì nè. Rồi, cho luôn nhiêu em? Dạ nhiêu luôn giá 600. Rồi, xuống cây luôn, 600 rồi quý vị. Rồi mã số tiếp theo 16 ạ. Rồi em này ngang khoảng 1m3 nè. Cao hết đỉnh này chắc khoảng
khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi xuống cái hoành tức luôn nha. 24 ạ. 24 hoành ha. Rồi xương cành luôn. Tiếp luôn. Khá cành quá nè. Em vô luôn giá 700 thôi cả nhà ơi. Cái này chà bá luôn cả nhà. Rồi 700 cây bưởi chảng luôn. Rồi mã số tiếp theo. Nè. Mấy rồi? Mã 17 ạ. Này mã số 17 anh. 17 này cao cũng khoảng 1m2, ngang 1m2 quý vị, tàn tròn nè. Đó. Em này cũng củ đế nha. Rồi vô cái hoành hôm nay có cái củ bưởi chảng luôn. Hoành to luôn cả nhà, giá yêu thương luôn. Cái hoành. Dạ 24 nè. Đò xuống cái củ rồi, cái đây. Củ tròn nè. Đó, một củ anh nha. Dạ cái củ 29 nè. Chín ha. Rồi xây cái dòng củ đế cái quý vị. Củ nở ăn đây nè, có đế luôn quý vị. Có hết đó ha. Rồi xương cành luôn. Quăng lên cho vị thấy xương cành. Cành khá quá ha. Nhiều luôn, giá 800 thôi cả nhà ơi. Cành đặt ở đây quý vị. 800. Rồi, xuống cây. 18. Em là cũng. Rồi, em này cao lấy 1m1 quý vị. Tán ngang khoảng 1m đi ha. Mày chắc xuống cái hoành em nó luôn nha quý vị. Dạ 20 ạ. 20. Rồi, xương cành luôn. Tiếp luôn em. Thì em vô luôn giá 600 cả nhà ơi. 600 ha. Khá là nhiều cành đó. Đặt luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. Em này cao khoảng 1m7 quý vị. Đá ngang khoảng 1m3. Mã 19 ạ. 19 ha. Đây. Xuống cành mình rà từ trên xuống dưới nha quý vị. Chậm, dạ 24 hoành ạ. Rồi, 24 hoành ha. Từ từ. Rồi xe tiếp luôn. Vô luôn giá 700 cả nhà ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Em trộn do cả nhà. Rồi mã số tiếp theo là 20. Rồi em này cao khoảng 1m5. Tán ngang theo cái ba mặt này thì nó khoảng tầm cái chừng ngáp ơi. 1m4 rồi quý vị ơi. Rồi đó. Xương cành nó đầu mình quay theo cái mặt bên đây đi thì củ đế cũng đẹp đây dễ này. Thấy nè đây quý vị cành đỉnh đây ha, này là cái mặt này dễ thấy nhất nè. Dạ 25 hoành á, đế quá nè, củ đế luôn. 25 hoành. Dạ em giao lưu giá 800 ạ. Rồi 800 à quý vị ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn à quý vị. 21 hả? 21 à. Rồi mã số 21 này cao 1m8. Tán ngang khoảng 1m3. Vô hoành luôn nha quý vị. Dạ 28 à. Rồi hoành 28 nè. Ăn cành luôn. Đó, mình rà lên trên nè quý vị, cắm cái kỹ từ dưới lên trên nè ha. Xem sen miếng đó em. Vô lưu giá 800 cả nhà ơi. 800 à quý vị. Hoành 28 cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình lên mã số 22 luôn à quý vị ơi. Rồi mã số 22 này cao tầm khoảng là 1m4 đi ha. Tán ngang gọn lấy chắc khoảng tầm 1m đi ha. Vô cái hoành trước luôn. Dạ 24 ạ. Rồi 24 hoành. Rồi xe xương cành cái ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu với giá 600 ạ. Rồi 600. Rồi xuống cây luôn. Sao tiếp theo? 23 này tàn tròn quá quý vị. Em này cao hết đỉnh này chắc khoảng 1m4 nè. Tán ngang thì cũng cỡ 1m3 nhưng quý vị. Vô cái hoành luôn. Dạ 22 ạ. 22. Cũng xinh ngang đẹp cành nha. Đó, đây. Đứng lên quý vị dễ thấy nè. Đó, ở đây nữa đây. Bao mát rồi nha. Cành ăn kích không vậy nè. Vô luôn giá 700. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. 24. Rồi em này cao khoảng 1m7. Tán ngang khoảng 1m3.
tay xương cành mình ra từ trên xuống dưới nha quý vị. Chậm rãi cho quý vị xem ha, còn lá như vậy chậm cho quý vị xem ha, này hết thấy gì xuống dưới luôn nha quý vị. Dạ hai quanh ạ. Rồi xe đoạn dưới luôn, chậm luôn. Đồng do cả nhà ơi. Rồi giá luôn nhiêu em? Giá luôn giá 700 cả nhà ơi. Rồi xuống cây luôn 700. Rồi mã số tiếp theo luôn. Lên mã 25 ạ. Rồi em này cao tầm 1m6, đáng ngang khoảng 1m3, mã số 25. Đặt lá luôn, hết thấy trong rồi. Dạ 19 hoành ạ. Rồi để có đế đây. Để có đế cộng lực luôn cả nhà. Cộng bự lá luôn. Đó. Tiếp tục thân cành ở dưới bắn lên nha quý vị. Cành tròn đều cả nhà ơi. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ em giá luôn giá 700. Rồi, xuống cây luôn, 700. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 26 ha. Này lùng lực cả nhà ơi. Rồi, 26 thì em này cao khoảng tầm 1m1. Đáng ngang thì cũng cỡ họ lấy 1 mét thôi nhưng cái gì đây cái hoành đây 26 cả nhà ơi. 56 hoành ai thân cành á, này mà xương chỉ thì cũng đã được rút rồi hả gì, còn con thì nó mới ra cái cơi này chắc cơi 2 rồi ha. Rồi giá lưu nhiêu đây? 700 ạ. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn, mã số 27. Rồi mã số 27 thì em này cao tầm 1m2. Mà tán ngang thì nó khá là rộng đây quý vị, em này càng ngang chắc khoảng tầm là 1m3, 1m4 vậy ha. Báo lấy 1m3 vậy quý vị, cắt tỉa là cắt còn 1m3 ha. Dạ 20 quanh ạ. 20 nè. Đây, chậm chậm nha quý vị. Do nha cả nhà. Đó, này bao mát luôn rồi. Mát rưỡi luôn. Không thấy gì thùng. Như lưu giá 600 thôi cả nhà ơi. 600. Đó, tay cành cũng đặc quá đó quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn, khá cao. Dư hả Thi ơi? Chim dư. Đây cao khoảng 2m, có hơn, báo lấy 2m nha quý vị. Rồi khi mà quý vị ship ở xa cho quý vị thì Thi chắc ship chắc khoảng dạ, 7, 8 gì đó ha. Còn ở gần gần thì báo hết chiều cao gì nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m3 nha. Rồi đợi xíu nha, chị cũng nghĩ xuống cành mình ra từ trên xuống dưới ha, chậm chậm xuống đây vậy theo dõi nha quý vị, đừng có tua nha, tua vậy thấy không có hết nha quý vị. Dạ 27 quanh à, vậy đó. Ủa? Anh thấy 25 à, cái mã 27 25 quanh 25 quanh 26 mã 28 8 mã 28 dạ luôn như em giá 700 ạ. Rồi 700 chắc trong đầu nghĩ 700 nè. Trong đầu nghĩ 700. Rồi mã số tiếp theo là 29 đây. Đây mã số 29 nè. Hôm này cao tầm 1m4 đi ha, tán ngang khoảng 1m3. Hôm này lá thưa thưa xương cành quý vị thấy nè, ở trong rõ ràng luôn nè. Rồi cho anh dòng nó đi Thi. Đó. Rồi mình vô cái hoành em nói nha quý vị. 21 ạ. Rồi cho luôn nhiêu đen. Em giao lưu với giá là 600 cả nhà. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 30 quý vị ơi. Rồi, 30 thì em này cao khoảng 1m8. Đáng ngang lấy 1m2 đến 1m3 ha. Đợi anh xíu nha. Rà tay cành từ trên xuống dưới giống gì. Ngoại cũng ra bán ngoại ha. Đây. Lá quá xa lá ha. Muốn hết thấy trong rồi. 25 quanh ạ. Bắn lên ha. Chậm, chậm chậm. Cố gắng quay kỹ quý vị xem ha. Đó, rất là chậm nè. Như luôn giá 700 nha. Tua là không thấy được nha quý vị. Rồi gần cái Thi. Đây, đây là từ từ dễ thấy đây. Rồi, chào luôn nha em. Như luôn giá 700. Rồi, xuống cây luôn 700. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 31 ạ. À. Rồi 31. Rồi 31 thêm này cao tầm khoảng hết đỉnh đó chắc khoảng 1m3 đi ha quý vị. Tán ngang khoảng lấy 1m2 đi ha. Đây là lá thưa thưa nè, xương cành nè quý vị, ngắm kỹ xương cành ha. Dạ 20 hoành ạ. À. Sang qua sang lại. Xuống dưới đây luôn. Hoành là 20 ạ.
Rồi xây xây luôn. Rồi, lui 600 thôi cả nhà ơi. 600. Rồi. Lên cây mới luôn. Rồi chim vô. Rồi mã số tiếp theo này là ba mấy rồi thi? 32. 32. Rồi mã số 32 này cao lấy mét rưỡi quý vị ơi, tán ngang chắc khoảng tầm mét 3 đi ha. Vô cái 18 hoành cả nhà ơi. Hoành 18 sườn cạnh để bắn lên sườn cạnh của gì? Cạnh đẹp nha cả nhà. Đoàn ba. Cạnh đây. Bò hết bắn lên nằm. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Giao lưu giá 500 cả nhà ơi. 500 á, đó. Tàn một chảng luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Lên đi. Đấy, cây xuống thì rồi. Rồi mã số 33. Cao mét 6. Tán ngang mét rưỡi. Này cái tàn bự. Tàn tàn do cả nhà ơi. Chảng. Rồi vô cái quành em nói luôn. Dạ 22 ạ. 22 quành. Rồi, xem dòng thân cành cái ha. Đây, thân cành đây. Đó, em này thì cái góc nó hơi xíu mà ta cạnh đều cái gì nè. Cành đẹp cả nhà. Cành đặt hết trơn. Góc thì hơi xíu nhà. Xíu vậy đó. Đó. Để im nó luôn ha, để coi quay cái dáng nó luôn cái gì nè. Thân cành nè. Đó, nó cũng đặt lên trên trên luôn ha. Rồi, giá luôn nhiêu em? 33 em giao luôn giá 600 cả nhà. Rồi, 600 cũng vậy, cây bự chán luôn. Nặng nặng. Nặng lên không nổi rồi. Mã số 34 quý vị ơi. Rồi 34 thì em này cao tầm khoảng là 1m7. Coi chừng ngã nha. Chim không lố. Cái bầu đó. An toàn rồi đó. Rồi ngang khoảng 1m2. Dạ 22 hoành ạ. Rồi hoành thì 22. Chậm chậm nha. Dũng diện không nghĩ kỹ thân cạnh đây. Chỗ nào mà tôi thưa dễ thấy xương cạnh cái rồi dần ha. Đây dễ thấy nè. Lá tôi thừa dễ thấy nè. Đó. Nhiêu luôn giá 600 cho mã 34. Rồi 600. Rồi, cây luôn. Rồi lên 35 luôn. Mã 35 ạ. Rồi mã số 35 thì em này cao tầm 1m5, tăng ngang khoảng 1m3 nhưng quý vị. Đó, thì mình cũng xin nhắc lại là sau khi quay xong sẽ lặt lá nhưng quý vị để lá gì để mất sức ha, đặc biệt phải mùa nắng này nữa ha, dễ mất sức ha. 21 hoành ạ. Lá liền luôn, vừa cập bến là chưa kịp tỉa gì đang quay liền, giới thiệu cũng gì liền luôn. Em vừa lưu giá 600 cả nhà. Rồi, 600. Rồi xuống cây luôn. Rồi số tiếp theo 36. 36 ạ. Này cao hết đỉnh nhỏ nhỏ trên chắc khoảng 1m5 nè quý vị ơi. À, quý vị cắt tỉa lại chắc còn mét ba mét tư ha, lấy mét ba cho chắc ha. Rồi tán ngang này cũng chưa có tỉa nè, báo lấy mét lên 20 hoành cả nhà ơi. Rồi hoành 20 xương cành đây, dòng nữa đi ha. Đó, quý vị tua rồi đó, dân mặt này cho anh cái mặt này lá thưa thưa dễ thấy đây. Đó, đây đây ha. Giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu giá 600 cả nhà. Rồi 600. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 37 ạ. Rồi 37. Em tròn vo cả nhà. Em này cao khoảng mét 4 đi quý vị ơi, tán ngang lấy mét 2 ha. Đây đọt chủ đây. Dạ 20 hoành ạ. Rồi hoành 20 đi, đây là hết thấy gì ha, xuống dưới những quý vị. Em này tròn cả nhà. Đây, xương cành nè, này hoành 20. Xương cành đây. Em này nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương quá. Nhiêu lưu giá 600 cả nhà ơi. Rồi 600, rồi xuống cây luôn. Rồi em này cao khoảng là 1m7, mã số 38. Tán ngang khoảng 1m3. Cái này mấy em này về là chưa kịp cắt tỉa nữa ha. Có một số nhánh nó dài 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 chưa kịp con lại nữa. Cái này thì lá về là hết thấy ở trong hả không gì. Rồi xuống dưới luôn nha. Dạ 23 hoành ạ. Rồi này có cụ đế nè. Cụ đế xè luôn cả nhà. Cho anh vào luôn giá 700 cả nhà ơi. Khoan khoan xuống cây nha, cho anh vòng vòng nó. Rồi giờ mặt này đi. Góc thì nó hơi siêu nhẹ. Còn thân cành đây rồi quý vị ơi. Cũng đều vậy ha. 700 hả em? Dạ 700 ạ. Rồi xuống cây luôn.
em lên mã 38 ạ. Ủa 39 hả? Rồi mã số đang tên mình quay là 39 ha. Rồi em này cao khoảng 1m3, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Đây thân cành đây. Dạ 23 hoành ạ. Rồi hoành 23 nè. Rồi xây xây luôn. Em vô lưu giá 600 cả nhà ơi. Rồi 600 bao ship tận nhà. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 40. Rồi mã số 40. Này cao khoảng 1m3. Tán ngang lấy gọn gọn 1m nha quý vị. Xuống dưới ha, quần nữa quay tay cành sau vậy. Dạ 24 ạ. 4 nè. Rồi thế cộng chảng chảng ha. Trời ơi cộng mà cùng tay luôn. Ở thân cành nè. Đấy lực. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ, em vô luôn với giá 700 ạ. 700. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cuối phải không? 41. Rồi, em này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m3. Xương cành. Quá đặc luôn. Dạ, 20 hoành ạ. Hoành 20. Xem dòng đi. Giao lưu nhiêu em? Dạ, em giao lưu với giá 600 ạ. À. Mã 40 cũng làm mà. Ủa mã 41 cũng làm mã cuối cùng của clip hôm nay ạ. À. Rồi. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em thi những gì. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.